Vậy ưu điểm của phân tích cơ bản sẽ là cái gì? Và phân tích cơ bản so với lại phân tích kỹ thuật thì nó có ưu điểm gì? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề là phân tích cơ bản của một cổ phiếu là gì? Tại sao phân tích cơ bản lại quan trọng như vậy trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của chúng ta, gọi là đầu tư cổ phiếu? Và những ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích cơ bản là gì? Và bạn có thể ứng dụng điều nào và những cái công cụ hay là cách thức như thế nào để chúng ta có thể phân tích cơ bản? Thì thực sự khi mà đầu tư chứng khoán thì ai cũng biết là để đầu tư thì chúng ta có phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Nhưng mà không ai hiểu được một điều rằng là phân tích cơ bản thì cụ thể nó là cái gì? Hay là fundamental analysis nó là cái gì? Thì khi mà nhắc đến phân tích cơ bản thì các bạn phải hiểu rằng là phân tích cơ bản nó thực ra là một cái kỹ thuật để mà xác định cái giá trị thực của một cổ phiếu. Cái giá trị thực của cổ phiếu này á, nếu các bạn nghiên cứu thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể sử dụng các phương pháp về định tính hoặc định lượng, hoặc các bạn có thể sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau, nhưng thực ra chỉ có hai phương pháp là định tính và định lượng mà thôi. Và riêng cái kỹ thuật phân tích cơ bản chúng ta học từ những cuốn sách của Warren Buffett, đọc những cái chia sẻ của Warren Buffett trong những bức thư gửi cho cổ đông của mình, hay là Charlie Munger, những cái cuốn sách, những niên giám của Charlie Munger chẳng hạn, hay là những cuốn sách sau này của Monish Pabrai viết về nghệ thuật đầu tư Dundu, rồi Payback Time, Ngày Đòi Nợ, Ruin Investing của Futile, hay là Guy Spier, là những thế hệ sau, hay là của Seth Klarman chẳng hạn, là những người viết về cái kỹ thuật phân tích cơ bản rất là nhiều dựa trên định tính và định lượng. Thì phân tích cơ bản, bản chất nó là một kỹ thuật để tìm ra giá trị thực của cổ phiếu. Nó tổng hợp rất là nhiều những cái kiến thức và những cái yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thí dụ như ảnh hưởng kinh doanh của cả một ngành, những yếu tố liên quan đến pastel, những yếu tố liên quan đến SWOT analysis chẳng hạn, của một doanh nghiệp như thế nào. Và nó trả lời những câu hỏi thí dụ như là doanh thu của công ty đó có đang tăng lên hay không, lợi nhuận trên mỗi cổ phần nó có tăng lên hay không, book value per share trên mỗi một cổ phần có tăng lên hay không, hay là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, còn gọi là con hào kinh tế 1 của doanh nghiệp là gì. Con hào kinh tế là một khái niệm của Charlie Munger và Warren Buffett khi nói về một cái lợi thế để bảo vệ những cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trước sự tấn công của những cái đối thủ cạnh tranh tiềm năng, hoặc là những cái đối thủ cạnh tranh hiện tại như thế nào, hay là những câu hỏi liên quan đến việc là nợ dài hạn của doanh nghiệp nó có lớn không, doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không. Và đặc biệt là chúng ta nhìn vào một cái ba cái bảng cân đối kế toán, ba cái bảng trong cái phân tích về tài chính của doanh nghiệp, đó là bảng cân đối kế toán, bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng báo cáo thu nhập, income statement ấy, thì chúng ta biết được là doanh nghiệp có đang xào xáo cái số liệu của mình hay không. Bởi vì ở Việt Nam thì không chỉ ở Việt Nam mà trên Mỹ nữa, nó có một cái là những doanh nghiệp thì thường lợi dụng những thủ thuật kế toán, họ không sử dụng, họ vẫn là dùng những cái quy chuẩn kế toán thôi, nhưng mà họ sử dụng những cái thủ thuật của kế toán để họ xào nấu cái dữ liệu kinh doanh của mình. Thì có một câu nói rất là nổi tiếng khi mà bạn sử dụng phương pháp phân tích cơ bản, đó là hãy cho tôi một cái cây bút chì và một cục tẩy, tôi có thể biến cái lợi nhuận của doanh nghiệp, mà cái mà rất nhiều nhà đầu tư nhìn vào, có thể trở nên con số to đến bao nhiêu mà bạn muốn cũng được, chỉ cần một cục tẩy và một cây bút chì mà thôi. Đối với những người kế toán viên có kinh nghiệm thì họ có thể làm chuyện đó rất là đơn giản. Nhưng mà trong cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp, và đặc biệt là phân tích cơ bản, chúng ta đào sâu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì sẽ không có một cái gì có thể che dưới ánh nắng mặt trời, và không có gì mới dưới ánh nắng mặt trời trong cái phân tích cơ bản hay là phân tích về cổ phiếu được. Và đặc biệt cái nhiệm vụ của phân tích cơ bản cổ phiếu, đó là trả lời câu hỏi rằng vậy thì cái thương vụ chúng ta đầu tư vào cổ phiếu này có phải là thương vụ đầu tư giá hời hay không, hay là chúng ta có đầu tư được hay không. Trả lời câu hỏi này thì cũng giống như là trong cái cuốn nghệ thuật đầu tư Dundu mà của Monish Pabrai đã nói, đó là khi mà ngửa thì chúng ta thắng lớn, sấp thì chúng ta không thiệt bao nhiêu. Tức là cái thương vụ kinh doanh cổ phiếu này xác định cho chúng ta được một cái giá trị thật, và khi xác định được giá trị thật của cổ phiếu xong rồi thì việc của chúng ta cần phải làm đó là chờ đợi xem đây là một thương vụ đầu tư thành công của chúng ta, và cái giá cả hiện tại so với giá trị trên thị trường hiện tại ấy, thì nó thấp hơn so với lại cái giá trị của cái cổ phiếu đấy rất là nhiều.
Đó là cái cách mà chúng ta sẽ xác định khi nghiên cứu về phân tích cơ bản. Và khi tiếp cận đến phân tích cơ bản thì các bạn cũng phải lưu ý giúp tôi, giống như tôi đã nói thì nó có cái nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính là chúng ta phải hiểu về cái meaning, tức là tôi sử dụng cái phương pháp là 4 chữ M đúng không? Chữ đầu tiên là meaning, có nghĩa là cái công ty này mình phải biết được cái ý nghĩa của công ty và mình hiểu được cái ngành nghề kinh doanh của công ty, mình hiểu được những cái ý nghĩa của nó với lại cái sự phát triển của bản thân mình ra làm sao, và mình cũng hiểu được là mình hiểu công ty này đến độ như thế nào. Cái thứ hai là mình phải hiểu về ban lãnh đạo của công ty này. Đấy, cái ban lãnh đạo công ty này thì chúng ta cũng phải đánh giá bằng những con số định lượng, đó là lương này. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đánh giá về định tính, đó là cái uy tín, cái thanh danh của cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp hiện nay là cái như thế nào. Và cái thanh danh đó được thể hiện thông qua cái việc nói và làm hay không, đúng không? Và rất nhiều những cái yếu tố liên quan định tính, định lượng khác. Chẳng hạn như định lượng đó là những con số liên quan doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần, book value trên mỗi cổ phần, hay còn gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần đó. Rồi thị phần, rồi chất lượng của quản lý như thế nào. Rồi những cái phần liên quan đến chữ M tiếp theo là moat, tức là cái lợi thế cạnh tranh hay là con hào kinh tế của doanh nghiệp nó là như thế nào. Thông qua những chỉ số về tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng cái EPS, tức là thu nhập trên mỗi cổ phần, rồi tăng trưởng về book value per share, rồi những cái liên quan đến chỉ số hoàn trái về lên chẳng hạn ROE, return on equity, ROIC, tức là return on invested capital ra làm sao. Và những cái chỉ số đó thì chúng ta phải xem là chúng ta có phương pháp. Rồi trong lớp học công phu chứng khoán của mình thì tôi cũng giới thiệu ra 11 cái bộ chỉ số mà nó bao gồm cả chỉ số effectiveness hay efficiency để convert được những cái doanh thu trở thành lợi nhuận và từ lợi nhuận trở thành cash, chẳng hạn là productivity là từ lợi nhuận trở thành cash. Thì có khá là nhiều những chỉ số khác nhau mà chúng ta phải dùng phương pháp định lượng và kết hợp với lại định tính về lợi thế cạnh tranh của thương hiệu chẳng hạn, để chúng ta có thể so sánh giữa công ty này với công ty khác, và từ đó là cái căn cứ để chúng ta xác định cái giá trị thật của công ty. Thì có rất nhiều cách để xác định giá trị thật của công ty, và một trong những cách mà tôi đã chia sẻ với các bạn về cách định giá doanh nghiệp theo payback time, ngày đòi nợ, thì tôi đã chia sẻ với các bạn trong video trước đó rồi, và các bạn có thể xem lại cái video này. Và những bạn mà chưa xem lại video này thì tôi khuyến khích các bạn xem đi xem lại rất là nhiều lần, đặc biệt là xem khi các bạn đọc và áp dụng cái payback time, ngày đòi nợ vào trong cái công việc kinh doanh cổ phiếu của mình hàng ngày. Và kết hợp định lượng và định tính thì như thế nào? Thì có rất nhiều cả ngàn cách khác nhau, đúng không? Có cực kỳ nhiều cách để kết hợp định tính và định lượng giống như tôi nói, nhưng mà tôi thì tôi thích dùng cái Rule 1 Investing và cái payback time, ngày đòi nợ, đó là hệ thống 4 chữ M để kết hợp giữa định tính và định lượng. Và chẳng hạn tôi nói thí dụ như chúng ta nghiên cứu một cổ phiếu như FPT chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải so sánh được cả về chuyện chúng ta có hiểu mô hình kinh doanh của công ty này hay không, công ty này kiếm tiền như thế nào, tạo ra lợi nhuận bằng cách gì, những cái ngành nghề kinh doanh chính của công ty nó tạo ra lợi nhuận và doanh thu cho công ty, và doanh thu và lợi nhuận này có ổn định hay không, và có giúp chúng ta suy đoán được cái tương lai của công ty trong tương lai của công ty hay tương lai của các cái thành phần kinh doanh trong tương lai của công ty hay không. Thí dụ như FPT thì có thể là kiếm tiền từ sản xuất và gia công phần mềm, từ đào tạo, từ các công ty con và công ty liên kết. Công ty liên kết như là bán lẻ FPT Shop, hoặc là công ty FPT Distribution, hoặc là những công ty như là FPT Telecom, hay là những công ty con và công ty liên kết khác như là FPT FO hay là công ty FPT Online chẳng hạn. Thì những công ty nó mang lại cái nguồn tiền cho FPT như thế nào, rồi những chỉ số như định lượng mà chúng ta có thể kể đến là P/E của doanh nghiệp là bao nhiêu, EPS như thế nào, đúng không? Những cái chỉ số này là những chỉ số mà chúng ta cần phải theo dõi, rồi doanh thu và tăng trưởng ra làm sao. Thì đấy đối với FPT. Còn đối với lại những doanh nghiệp khác, chẳng hạn như tôi cũng lấy một thí dụ khác, đối với công ty SCS chẳng hạn, là ngành nghề kinh doanh chính của công ty là gì, kiếm tiền được từ hoạt động kinh doanh nào, lợi thế cạnh tranh của công ty so với lại đối thủ ra làm sao, hay là công ty VTP, tức là Viettel Post, hay là SGN, những cái công ty như vậy là những công ty tăng trưởng rất là tốt, thì công ty kiếm được tiền bằng cái nguồn thu nào. Thì chúng ta phải có một cái phương pháp định lượng để chúng ta có những con số rất cụ thể. Thì tôi thường là có một cái bảng Excel, cái bảng Excel này thì tôi thường nói chuyện với học viên của mình là cần phải theo dõi rất là kỹ, và có một cái công cụ cho nó, đó là cái công cụ File Excel mà tôi sử dụng
thì sau này nếu mà chúng ta có dịp, chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau là về cách chúng ta sẽ làm những cái công cụ định lượng và công cụ định tính như thế nào để chúng ta có thể đánh giá một cái doanh nghiệp, và đặc biệt là xác định giá trị nội tại hay còn gọi là giá trị thực của công ty. Và cái giá trị nội tại thì chúng ta giả sử như thế này. Thế nào là giá trị thực? Thì trong một cái video tôi nói về cái bánh pizza, chiếc bánh pizza, thì giả sử giá trị thực của cái bánh pizza đấy là 100.000 đồng. Nhưng trên thị trường hiện nay thì do cái vấn đề là nhiều người sản xuất cái pizza đó quá, hoặc là họ có một chương trình khuyến mại dịp lễ mùng 1 tháng 6 cho trẻ con này ạ, thì họ sẽ đưa cái mức bánh pizza đấy chỉ có 50.000 thôi. Chúng ta thấy rằng là chúng ta rất thích bánh pizza đó, thì bánh pizza giá trị thực của nó là 100.000. Nhưng bây giờ nó đang bán với giá 50.000 thì chúng ta có mua không? Đơn giản là khi bán ra đó thì chắc chắn là chúng ta được thấy là chúng ta mua rồi. Nhưng sau khi mua, như tôi nói đó, nó có thể trả về cái mức là 30.000 đồng hoặc chỉ 20.000 một cổ phiếu, một cái bánh pizza. Vậy thì chúng ta có mua nó tiếp không? Nếu chúng ta tiếp tục ăn bánh pizza và tiếp tục thích cái bánh pizza, thì lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là bạn vẫn tiếp tục mua cái bánh pizza đó, đúng không ạ? Và cổ phiếu cũng vậy thôi. Nếu bạn xác định được giá trị thực của cổ phiếu của công ty đó là 100.000, 110.000, bây giờ nó đang bán giá 40.000, 46, 50.000 hay là 50.000, 52.000, thì bạn có mua không? Đương nhiên là bạn mua. Nếu bạn mua xong rồi thì sao? Nó giảm giá, chả sao cả. Mình lại tích lũy cái cổ phiếu này một cách gọi là, tôi gọi là phương pháp gọi là mua tích trữ cổ phiếu. Thì khi mua tích trữ cổ phiếu như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái mà bạn tích tụ tài sản thông qua thời gian. Thì cổ phiếu nó có một cái hay, đó là gọi là ngành kinh doanh hay đầu tư, đó là nó cũng giống như đầu tư đất đai các bạn. Đầu tư đất sở dĩ là tại sao mọi người thắng rất là lớn là bởi vì mọi người không có bảng điện xanh đỏ mỗi ngày. Nó cho bạn biết rằng là giá đất của bạn đang tăng lên theo từng phút, hay từng giây là bao nhiêu, hay là giảm đi từng giây là bao nhiêu. Và bạn chỉ biết rằng là cái giá của miếng đất mình mua hiện nay so với cái giá trị thực trong tương lai của miếng đất đó, nó còn rất là nhỏ. Cho nên bạn mua bằng tiền của bạn, bạn không vay nợ, và bạn cứ để đó 10 năm, 20 năm, bạn mở ra và bạn bán, thì miếng đất của bạn tăng gấp mấy chục lần, thậm chí vài lần, mấy chục lần, đúng không? Tăng vài lần hoặc thậm chí mấy chục lần. Thì đó là cái mà tại sao chúng ta kinh doanh đất thành công. Nhưng kinh doanh cổ phiếu thì chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến là từng phút, từng giây nó nói cho chúng ta biết là cái giá của cổ phiếu đang như thế nào, dẫn đến tác động vào cái tâm lý gọi là cái sợ hãi và cái tham lam của mình. Có những cái tâm lý khi tham lam là fear of missing out hay hiệu ứng FOMO ấy. Có nghĩa là sợ bị mất cơ hội thì chúng ta phải mua đắt hơn. Rồi có những cái thứ là chúng ta lại sợ hãi là cổ phiếu sẽ còn giảm nữa, cho nên là chúng ta sẽ bán đi khi mà thực sự là nó là cơ hội để chúng ta mua tích trữ tuyệt vời, thì chúng ta lại bán đi. Thì đó là việc mà các bạn không xác định được giá trị thực của cổ phiếu, thì đấy là một cái vấn đề rất là kinh khủng. Bởi vì nếu như vậy thì các bạn sẽ không thành công được khi đầu tư đâu. Và nhưng mà có hai vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thực của cổ phiếu. Đó là một là bạn không biết cách cái tính cái giá trị thực của cổ phiếu như thế nào. Thì nếu bạn chưa biết cách tính giá trị thực của cổ phiếu như thế nào thì bạn sẽ cần nên xem lại cái video của tôi về cái xác định giá trị thực của cổ phiếu ha, theo phương pháp Payback Time và phương pháp 4M của tôi. Và bạn cũng không biết rằng cái vấn đề thứ hai nữa là liệu cái việc xác định cái giá trị thực ấy có đúng hay không. Và bạn cũng không biết rằng là khi nào và bao lâu nữa thì cái giá của cổ phiếu sẽ quay trở về giá trị thực. Thì lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là gì? Khi bạn đã xác định giá trị thực của cổ phiếu và bạn kiểm tra cái câu chuyện liên quan đến cổ phiếu của doanh nghiệp là nó đã có rồi, thì cứ thế mà tự tin mà đầu tư thôi. Và tất nhiên phải phân tích cả vĩ mô, cái phân tích cơ bản này nó còn là phân tích cả cái vĩ mô liên quan đến dòng tư bản chảy vào Việt Nam ra làm sao và rút ra khỏi Việt Nam như thế nào, và các dòng tư bản chảy trên thế giới giữa các cái thị trường ra làm sao để chúng ta phân tích. Thì cái phân tích cơ bản thì nó đa dạng hơn, nhưng mà một trong yếu tố phân tích cơ bản đó là xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp. Và nếu bạn chưa tìm được cái lời khuyên của tôi là chưa tìm cách được tìm ra là giá trị nội tại của doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải đọc sách, xem video, rồi thực hành thường xuyên hơn. Và có nhiều phương pháp lắm. Phương pháp NetNet cũng là một phương pháp. Phương pháp về DCF, tức là Discounted Cash Flow, cũng là phương pháp. Một trong cái đó, Payback Time này đó là một phương pháp. Rồi những phương pháp phức tạp hơn theo những phương trình mà rất là rắc rối của những cái giáo sư, tiến sĩ, rồi cái hệ thống CFA. Nhưng mà tôi nói thực sự các bạn là các bạn ứng dụng cái đó thì các bạn cũng rất khó để kiếm tiền. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, bạn không phải thiên tài, bạn không phải là nhà khoa học. Đọc những cái đó thì bạn đọc hiểu, nhưng mà ứng dụng nó thì rất là khó. Tốt nhất tìm một cách nào đó giống như chúng ta đi mua đất ấy. Chúng ta xác định vị trí đẹp, chúng ta biết được cái giá trị của cổ phiếu nó là cao, trong tương lai mà ước đoán một con số cụ thể, và
và chúng ta chờ thời cơ để khi miếng đất đó hoặc là cái cổ phiếu đó nó sụt đến cái mức giá mà chúng ta muốn mua vào thì chúng ta mua vào. Đó là cách của phân tích cơ bản. Và tất nhiên thì có nhiều những cái vấn đề liên quan đến phân tích cơ bản mà các bạn cần phải biết. Chẳng hạn như là trong ngắn hạn, giá của cổ phiếu nó có thể nó sẽ không rớt về cái mức giá mà bạn mong muốn đâu. Việc của bạn nó việc bạn kiên trì, bạn theo dõi nó thường xuyên. Thì tôi có một cái phương pháp tôi gọi là 8 bước chập chững bước đến thành công, hay là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tôi có chia sẻ với học viên của mình trong lớp công phu chứng khoán của mình. Thì thực sự nó cũng đơn giản, nhưng mà để làm được điều này thì cần phải sự kiên trì. Vậy thì các bạn sẽ hỏi, vậy ưu điểm của phân tích cơ bản sẽ là cái gì? Và phân tích cơ bản so với lại phân tích kỹ thuật thì nó có ưu điểm gì? Thực sự thì có kể ra được khoảng độ tầm 3-4 cái ưu điểm của phân tích cơ bản như sau. Thứ nhất là phân tích cơ bản nó là một cái phân tích mà sẽ giúp cho bạn xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp hay là giá trị thật ý. Nó khiến cho bạn ăn ngon ngủ yên. Bạn không có căng thẳng khi đầu tư chứng khoán đâu. Tôi nói thật với các bạn là các bạn đầu tư chứng khoán mà các bạn cứ nhìn bảng điện mỗi ngày thì rất là căng thẳng. Cho nên là phân tích cơ bản của cổ phiếu là đầu tư giá trị, nó sẽ giúp cho bạn ít căng thẳng, ăn ngon ngủ yên. Và nó tối ưu hóa cái thời gian của việc bạn tạo ra cái dòng tiền và từ đó tích lũy tài sản, tích lũy những cái cổ phiếu của bạn vào. Đấy là cái ưu thế đầu tiên của cổ phiếu khi mà phân tích bằng cái phương pháp cơ bản hay là phân tích đầu tư giá trị. Cái thứ hai nữa là cái phân tích cơ bản sẽ giúp cho bạn có thể mua được rất là nhiều những cái cổ phiếu khác nhau và quản lý được một số tiền lớn. Cái điều này là một cái điều mà tôi nghĩ rằng tuyệt vời nhất của phân tích cơ bản, đó là khi mà giá cả rẻ hơn giá trị thì chúng ta có thể mua vào một số lượng rất là lớn, và khi mua vào số lượng rất lớn như vậy thì chúng ta có thể quản lý một số tiền rất lớn. Nó khác với lại phân tích kỹ thuật là nhảy ra nhảy vô, mua bán lướt sóng, trading kiếm tiền. Thì phân tích cơ bản nó có một đặc điểm, đó là nó giúp cho bạn quản lý được số tiền lớn. Và phần lớn những người quản lý quỹ đều là những người có kết hợp được cái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, nhưng mà họ dựa trên nền tảng của phân tích cơ bản đến 70%. Với bản thân tôi thì tôi cũng dựa trên phân tích cơ bản cho đến 70% và 80% cái thành công của tôi dựa vào phân tích cơ bản. Đó. Do đó thì tôi đặt nặng vấn đề phân tích cơ bản, còn phân tích kỹ thuật thì giúp tôi tìm ra những điểm vào, điểm ra mà thôi, trong ngắn hạn và trong dài hạn mà thôi. Và tất nhiên, đấy là một vài cái lợi ích của phân tích cơ bản. Còn cái hạn chế của phân tích cơ bản đó là nó có... Vậy thì bạn sẽ hỏi là phân tích cơ bản thì sẽ có những hạn chế gì? Hạn chế của phân tích cơ bản, cái dở nhất của nó đó là không cho bạn biết là cái điểm lúc nào chúng ta vào được một cách nó tốt nhất, tức là tối ưu nhất. Bởi vì là khi mà chúng ta nói đấy, ví dụ như cái bánh pizza của chúng ta là giá trị của nó là 100.000 đồng, giá cả của nó hiện nay là 50.000, chúng ta mua, nhưng ngày mai có thể nó rớt xuống còn 30.000. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, chỉ biết phân tích cơ bản thì chúng ta sẽ có thể mua một lần chúng ta hết tiền, chúng ta không mua được khi giá nó giảm nữa. Nhưng đối với phân tích kỹ thuật thì nó sẽ giúp bạn biết được cái điểm mua của bạn để tích trữ cổ phiếu đấy như thế nào. Có thể là giá sẽ còn giảm xuống 10.000 nữa cơ, mặc dù giá trị thật của nó là 100.000. Bởi vì trong thực tế cuộc sống thì có rất nhiều những điểm vô lý như thế. Có những mảnh đất trước đây thì có những người không ai mua bao giờ, nhưng bây giờ thì chúng ta lại thấy đổ xô ùn ùn đi mua, hoặc là cổ phiếu cũng vậy. Năm 2012 thì cũng chả ai mua những cổ phiếu mà giá lúc đấy chỉ có khoảng 10.000, 11.000, như là Vicostone chẳng hạn. Đấy. Rồi tôi nói thí dụ như là công ty Superdong Kiên Giang, SKG, có những lúc mà các bạn không biết phân tích cơ bản, các bạn thấy là có giá rất cao, cả 3 con số, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn mười mấy nghìn một cổ phiếu thôi. Nếu mà bạn không biết thì bạn cũng sẽ thấy rằng là phân tích cơ bản nó cũng không biết bạn nên mua lúc nào. Đặc biệt nữa là phân tích cơ bản nó chỉ bán khi mà giá cả chạm vào giá trị cổ phiếu thôi. Nhưng mà phân tích kỹ thuật thì nó cho biết rằng là nó giá cả có thể chúng ta tối ưu hóa được cái thời điểm mà chúng ta sẽ bán ra cổ phiếu và mua vào cổ phiếu thời điểm nào. Thì trên đây tôi vừa chia sẻ với các bạn một cái video dài chừng khoảng 19 phút về xác định là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nó khác nhau như thế nào, đặc biệt đào sâu vào chuyện là phân tích cơ bản là gì, và nói về những cái vấn đề liên quan đến phân tích cơ bản về định tính và định lượng để giúp xác định được giá trị thật của cổ phiếu. Và khi bạn xem đến đây 19 phút rồi mà bạn vẫn còn tiếp tục xem nữa thì tôi nghĩ rằng là bạn là một trong người rất là mong muốn và khao khát thành công. Lần nào tôi cũng nói như vậy là bởi vì khi xem được một cái video dài mà bạn vẫn còn tiếp tục theo dõi nó đến thời điểm này, bạn là người khao khát thành công hơn tất cả những người khác.
Và một trong những điều mà quan trọng hàng đầu của những người thành công đó là khao khát. Khao khát và khao khát. Khao khát thành công, khao khát giàu có. Và nó thể hiện thông qua việc bạn rất bền bỉ theo dõi những cái kiến thức và học tập thêm những kiến thức cho mình. Thì tôi đến đây, tôi xin chúc bạn thành công. Và nếu bạn nào thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó cho những người bạn bè của bạn. Và đặc biệt là bạn chưa đăng ký kênh thông tin của tôi thì hãy nhấn vào nút subscribe ở phía dưới của kênh. Hãy nút đăng ký và nhận vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi có video về đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và hướng dẫn đầu tư chứng khoán, học chứng khoán, hoặc là về phát triển cá nhân, hoặc là về phát triển sự nghiệp của bạn và kinh doanh của bạn, thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Và tôi xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.